Thưa quý vị, đây là cặp vợ chồng lái cá, hai đứa nó đang... Trời đất ơi, thấy thương không? Nó hung nhau kìa. Đó, trời ơi, hung mặt nhỏ kia ngáp luôn kìa. Đó, đó rồi hung họ ra quạo là tán mặt nhau đi. Dễ thương quá quý vị ơi, nó hung nhau. Đây là cụ rùa. Trời đất ơi, lần đầu tiên mới thấy con rùa gì mà nó dẹp lép, không hiểu nữa. Đó, trời đất ơi, sao con bị dẹp dữ vậy con? Dạ, hồi nãy là con ba ba, còn bây giờ là con đồi mồi. Thấy lộn, hồi nãy con rùa. Bây giờ là con ba ba. Con ba ba với con đồi mồi là hai con giống nhau nè. Đó, bơi. Trời đất ơi, con rùa này nó bơi sải giỏi quá ha. Đó. Quý vị ơi, và đây nè, đây nè. Trời ơi, đây nè. Quý vị ơi, đây nè, đây mới là bạn em. Trời ơi, đây chim cánh cụt đây. Trời ơi, thấy thương quá, nó đang làm gì? Ý trời ơi, con hai con nhỏ này kỳ quá. Trời ơi, nó đang làm gì 18 rậm. Trời ơi, nó đẹp. Trời ơi, coi kìa. Con nào con lấy cái mặt kỳ quá. Không hiểu nổi. Đó, đẹp không? Trời ơi, cưng không? Đó. Trời ơi, chưa xong nữa hai bà ơi, thiệt tình. Cưng quá cho quý vị, thế giới chim cánh cụt. Chị còn đây làm cá làm biển. Trời đất ơi, nó có mặt như vậy. À, bà không làm gì hết trơn á, trời bà làm biến, bà nằm có một chỗ. Cái gì vậy? Trời hết hồn. Đó. Cái bên cá làm biến, con cá làm bàn. Đây. Và đây là người quý vị muốn tìm đây, cá mập. Hung thần đại dương đây, bà đây, bà bự quá trời đó. Trời đất ơi. Đừng có đùa với em nó. Còn đây, đây là chê cá đuối. Hãy xem chê sải cánh cũng bay như bầu trời. Bao la mặt hạt đó. Vòng vòng gia đình tụi nó không cá mặt trời đất ơi cái gì vậy thấy ghê không kìa trời đất ơi con này con cá chùi kiến đại dương nè cái mỏ nó kìa quý vị ơi trời ơi cái mỏ nhỏ này đi thi qua hậu luôn quá trời em lén mà rớt xuống này chắc chết trời ơi con hàm răng đó kìa nhỏ này quảng cáo nha khoa nè trời đất ơi mày bự quá cá ơi nè đó đây nè đây là cá ông nội nè đó cá ông nội đi kéo nguyên dòng họ đi theo đi theo gia đình đâu có đi lẻ đó đây đây ông nội đó đó có mình ông đi tới đâu là gia đình ta đi tới đó ông nội đi hơi đói nha đó, ông nội đi hơi đói rồi đây quá trời ông nội đây thưa quý vị con lươn biển đây là hai cái con mà theo cái bà bạch tuộc trong phim bạch gì đàn tiếng cá mà con mẹ lươn biển trời ơi sao dạo này da xấu dữ vậy em mà cái mặt xấu quá luôn các bạn ơi và đây là con sứa con sữa biển mấy bạn ơi nhìn kìa mấy bạn ơi kỳ quá trời ơi nó lạ luôn đó cái thay con mấy bạn kìa quý vị ơi đây là một loài sinh vật bự khổng lồ của đại dương đây một loài sứa bự khổng lồ mà ta nói kích thước nó vậy nè trời ơi đó quý vị có thấy cái gì không không dân vô đây 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 mới thấy được mã vâng thưa quý vị và đó là toàn cảnh đại dương bao la với vô vàn vạn vật các loại sinh vật kỳ bí kỳ lạ xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại vào chương trình khám phá đại dương lần sau.